Lãnh đạo quyền quỹ Cần Chuột cũng đã đến khảo sát tình hình cung ứng hàng quá và nhu yếu phẩm tại siêu thị Cóp Mắt và cửa hàng Sang Hà, thị trấn Cần Chuột, phục vụ nhu cầu cho người dân trên địa bàn quyền. Khảo sát cho thấy siêu thị cốp Mắt Cần Chuột có nguồn hàng ổn định, lượng hàng thực phẩm đông lạnh, lương thực dự trữ tương đối dồi dào, giá cả các mặt hàng bình ổn, đảm bảo cung ứng đủ cho nhu cầu của người dân. Còn đối với cửa hàng Sang Hà, cần tăng cường chủ động hơn về nguồn cung hàng quá. Bí thư huyện ủy Cần Duộc, phạm văn bốn đề nghị siêu thị cấp mắt Cần Duộc và cửa hàng Sang Hà cần chủ động nguồn cung hàng hóa và phối hợp với ủy ban nhân dân các xã thị trấn làm đầu mối để cung ứng các mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu phục vụ nhu cầu cho người dân trên địa bàn huyện Cần Duộc trong thời gian tăng cường thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của thủ tướng chính phủ.